Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có ra ngoài bãi các bạn ạ. Thì mình gặp một cái chú đánh lưới. Thì chú đã bắt được một loại cá, đó là cá mỏi các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ này để ý định là mình mua cá của chú ấy để mình về làm món gỏi cá các bạn ạ. Thì mình đã mua xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình về mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình về nhà rồi các bạn nhá. Đây là cá mỏi mình mua được các bạn. Nhìn rất là béo và rất là ngon luôn. Cá này vẫn tươi nguyên, họ vừa đánh lưới xong các bạn nhá. Vừa đánh lưới lên xong các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn đấy là cá mòi. Con cá mòi rất là béo và rất là ngon các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn đấy. Bây giờ anh em sẽ bắt tay vào chế biến nha các bạn. Bạn đây là bạn Huy thôi. Huy chào các bạn Huy ơi. Chào mọi người nhá. Đấy bạn Huy tôi đang sơ chế con cá mòi các bạn ạ. Bạn Huy tôi làm cái món này rất là chuyên nghiệp rồi các bạn ạ. Bạn làm quen rồi các bạn ạ. Nên là bạn làm rất là nhanh. Và anh em mình cũng chưa biết làm cái này. Bây giờ là hôm nay là toàn do bạn Huy đạo diễn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn đấy. Đây các bạn này. Bạn Huy sẽ đánh vảy và sau đây thì có một bạn chuyên cắt đuôi với lại cắt vây các bạn ạ. Để tí sẽ sang một công đoạn khác các bạn ạ. Làm cái này cũng lâu đấy các bạn ạ chứ không phải là nhanh đâu. Đây các bạn ơi, bạn Huy tôi sẽ cắt phần bụng đi các bạn ạ. Đây để cắt như thế này, cắt đầu với cắt phần bụng đi các bạn. Mình lấy mỗi phần lườn của nó thôi. Đấy. Mình sẽ bỏ phần bụng đi, cái bụng này và cái đầu này tí sẽ mình sẽ làm thành nước chấm nha các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Bạn Huy tôi làm là như này đấy. Đấy con cá sẽ như này. Đây các bạn nhìn con cá rất là vàng. Rất là vàng. Đây các bạn nhìn thớ thịt này. Nhìn rất là ngon luôn. Rất là hấp dẫn. Đấy bạn nhìn thấy màu vàng của con cá này chưa? Rất là vàng luôn. Tươi cá tươi vừa mới thả lưới về là mình mua luôn các bạn ạ. Người ta vừa thả lưới dưới đầm về là mình mua luôn. Đây các bạn ơi, đây là các loại rau củ là mình sơ chế các bạn nhá. Đây mình đang sơ chế cũng có là có riêng này các bạn này, xả các bạn này, rồi rau mùi với rau mùi tàu các bạn ạ. Đây là mùi tàu nữa. Bên này là kinh giới các bạn, đây này là lá kinh giới nhá các bạn, nhìn lá kinh giới này. Còn bên này gồm có lá ngổ này, bên này là tía tô các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm lá mơ với lại lá sung nữa các bạn, với thêm lá song song nữa các bạn ạ. Rất là nhiều loại lá luôn chứ không phải là ít đâu các bạn. Mình lấy được thêm lá mơ các bạn, mình lấy thêm lá mơ. Còn bên dưới là lá song song các bạn ạ. Đây lá song song bên dưới cũng rất nhiều lá song song. Đây lá song song các bạn này, nhìn lá song song này. Đấy bây giờ mình sẽ chuyển sang công đoạn gọt riềng và giã riềng các bạn. Bên này là ấy các bạn nhá, bên này là anh bỏ ngay cầm anh mình đi. Về bạn mình đang đây nhá, giờ đi đâu ấy, bây giờ không bảo làm cái phần bụng này để tí làm nuôi trứng các bạn nhá. Nó đi lên đây bạn, lên đây qua trứng của nó các bạn. Rồi, đây đâu? Phần bụng sẽ làm như này, làm sạch như này để tí mình văm hay mình nghiền ra để làm nuôi trứng nha, làm nuôi trứng các bạn nhá. Đang ngâm nước muối. Đấy, cái phần này thì bạn Huy mình đang cho ngâm nước muối cho nó sát khuẩn các bạn nhé. Đấy các bạn. Đấy, ngâm nước muối các bạn. Đấy, anh em mình rất là vui các bạn. Anh em mình hôm nay rất là đông vui. Đấy,
em hai anh em mình đang băm cái này để chế nước chấm các bạn nhá. Đấy. Ra đường ngoài chợ rất nhiều đường xanh, nhưng mà mình không mua đường xanh các bạn. Mình phải mua riềng củ về để cắt ra giã để tí lấy nước chắc để cho lên nước các bạn. Chứ riềng ngoài chợ thì nó xay sẵn thì nó không có nước các bạn ạ. Thì các bạn thấy cái sống này mình có thì nó được vào đâu, có bạn. Đấy các bạn, bố mình vừa mới sao vừng xong các bạn ạ. Đây vừng sao chín lên. Rất là vàng. Nguyên liệu này thì không thể thiếu được khen quả cá được các bạn ạ. Vừng này là không thiếu được. Phải nhiều vừng các bạn ạ. Bạn Huy tôi đang nấu cá để phơi cho ráo cá các bạn cho khô nhá. Rồi tí còn sái. Các bạn Huy nấu. Đấy. Cá chế biến xong nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Chắc bạn này cá thì xếp ở đây đầy mâm. Này các bạn nhìn. Phải lau sạch nước nó bám vào cá các bạn. Thì phơi ráo cá cho ráo thì tí mình thái là mình chế biến nó nhìn nó ngon hơn. Trời này rất là nắng các bạn ạ. Nắng về phơi cá thì rất là nhanh thôi. Tí mẻ cho làm sao Huy? Mẻ cho sau. Mẻ cho vào nước chấm đúng không? Rồi. Các bạn ơi, bạn Huy tôi đang nóng mẻ các bạn nhá, nóng mẻ để cho vào nước dùng các bạn ạ, nước chấm. Đấy. Mẻ rất là ngấu đấy các bạn ạ, rất là chua đấy. Tí cho mẻ này vào để nó mình chấm nó có vị chua, nó khử mùi tanh các bạn ạ. Bạn Huy mình đang chắc cái nước mà cá vắp mẹ để nọc cùng với mẻ để làm nước chấm các bạn. Bên dưới là nước mẻ các bạn. Nước mẻ này rất là chua đấy. Nên nữa chắc bạn Huy sẽ làm thành nước chấm chua ngọt các bạn. Cho vừng nữa. Cho cái gì nữa bạn? Cho tất cả những cái này cho cái gì? Riềng với vừng à? Đây bạn Huy cho riềng với vừng vào đây nữa các bạn nhá. Trên đây các bạn ơi, anh em đang hái lá các bạn nhá. Đấy, còn toàn chân giao thớt rồi, toàn chân giao thớt chuyên nghiệp, toàn nhà hàng ở trên Hà Nội về các bạn ạ. Hà Nội. Toàn Hà Nội về các bạn. Bạn Huy đang bơm nước riềng vào để tạo cái vị cay và vị thơm của riềng cho nước chấm các bạn. Đấy. Cái
đấy, phải phải ra rất nhiều riềng các bạn, thì nó mới có nước các bạn. Nếu mình ra ít thì nước ít lắm, nó cái vị của nó, nó với độ thơm, với thơm của riềng nó ít đấy bạn. Mình mà ra hẳn một bao ô tô này, đấy, ra bằng bằng cối các bạn, mà đây các bạn xem ở đây, ra bằng cối đá ngày xưa nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ là chuyển sang công đoạn thái cá này các bạn ạ. Đấy, anh mình với bạn Huy mình đang thái cá các bạn ạ. Đấy, thái cũng mỏng vừa các bạn ạ. Thì tí mình ướp gia vị thì nó sẽ thấm đều. Đấy, anh mình thái các bạn. Nhìn cá là tươi, vẫn còn đỏ nguyên các bạn. Cá rất là tươi. Để làm cái món gỏi cá này thì các bạn chắc là phải chọn cá tươi các bạn ạ. Không ăn đau bụng nữa. Một mâm cá luôn. Các bạn ơi, bây giờ các bạn tôi đang đang rắc cái thính để cho nó bỏ cho nó khô nha các bạn nhá. Mùi thính rất thơm các bạn ạ. Đây các bạn. Đẹp nhỉ, nhìn đẹp nhỉ. Bây giờ sẽ cho riềng các bạn. Cho ít riềng. Này có trong bóng cái gì? Nhìn rất là ngon nhỉ. Đây mà đi đây, đi qua mẹ, anh cũng về vung viên mai, muốn thả lại xe hộ. Mai cũng chỉ ngồi được. Đi đây, mai lái xe đây. Cho các thứ vào rồi đảo đều các bạn nhá. Để cho nó thấm gia vị vào từng từng miếng cá một nhá. Các bạn bây giờ sẽ mình sẽ cho cả lá mình đã thái mỏng rồi để cho luôn vào các bạn ạ, để tìm mấy tí mình dùng cái đá nguội thôi. Chứ mình không ăn kèm lá nữa. Lá mình thái mình đảo vào để tí mình đỡ phải kèm lá các bạn ạ. Tí mình mỗi nguội là mình chấm với nước chấm các bạn ạ. Tí mua quá nhiều, anh bỏ cái nhiều vào đây ăn rồi, bỏ các mẹ ăn rồi, cái cá này là ra ngoài chưa ăn. Bỏ đây, đi khỏi các mẹ ăn nhiều.
các như là đổi ngoài chính không phải là các cái cá này không phải là chúng tôi làm gì nào bọn là chỗ nào bọn ai còn lắm rồi mình chưa làm chỗ nào mình chưa để mẹ về phụ nhiều hơn hãy ăn cứ kỳ hoàn rồi ăn kiểu hỏi là để cũng ngọt cho nó tiêu tiêu đâu để mà đang bảo không bắt được cái hỏi này. Các bạn này nhìn đấy, nhìn nó hấp dẫn các bạn nha. Các bạn nhìn, hấp dẫn. Ok, bây giờ mấy em mình đang ở trong cái bước là trang trí các bạn, trang trí mâm. Các bạn nhìn này, nhìn rất là dân luôn, đúng kiểu nhà hàng các bạn. Nhìn rất là ngon các bạn. Các bạn nằm quả cá thì phải có rất nhiều loại lá để ăn nó mới ngon các bạn. Ok các bạn, vậy là xong rồi các bạn. Đấy các bạn ơi, anh em mình đã vào phòng nhá. Bạn Huy sẽ thử xem món ăn hôm nay thế nào các bạn nhá. Đây. Bạn Huy mình đấy. Đấy bạn Huy Ok, đây mình sẽ thử. Cái gì? Mời tất cả anh em nhá. Đấy, bạn Huy mình sẽ thử bạn. Ngon à? Anh em uống đi. Anh em uống nào, nằm đi đã. Cái này phải uống bên rượu các bạn. Đây phải uống bên rượu các bạn nhá. Anh em uống nhá. Anh em uống đi nhá. Đấy là bàn tay mình thử các bạn nha. À. Tay thử. Cái bát này không cho anh cho bừng nó, cho nó ấy. Tay thử ăn xem thế nào nha, xem tay nghề của bạn Huy thế nào nha. Cái này mình run rẩy nhỉ. Ăn đi. Mời anh em nhá. À. Ăn vịt nào bạn. Ngon các bạn. À, ok rất ngon các bạn ạ. Bây giờ sẽ chuẩn bị đến lượt mình thử các bạn. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử một miếng xem thế này các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn ạ. Nhìn cái quận này các bạn nhá. Quận tròn là vậy này. Được quá rồi. Đây các bạn nhá. Đây mình sẽ múc bát này chấm ra bát mình nha các bạn nhá. Mình sẽ chấm thật đậm. Mình thưởng thức các bạn, mình mời tất cả các bạn nha. Nhưng mà quả kia không còn đẹp nha. Mình mơ ước ăn gỏi này ngọt. Không ăn đi. Đây là ăn này. Ăn húng điều vào về học người ấy. Không trời này húng điều mình đào lắm. Húng điều tăng mời riêng rồi. Cái cày nhỉ? Rất là ngon các bạn ạ, ăn rất tuyệt vời. Chua chua ngọt, vị ngọt của cá nữa. Ăn rất tuyệt vời các bạn. Thôi thì video của mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh rồi chia sẻ hộ mình nha. Chào các bạn. Huy ơi, Huy chào các bạn đây. Chào tất cả mọi người nha. Tây chào các bạn đây. Chào anh em nhé. Vâng, xin chào các bạn nha.